Chào mừng các anh chị và các bạn trở lại với kênh S Garden. Trước mắt các anh chị và các bạn là một cây hoa hồng. Nó cũng được xếp vào là hoa hồng ngoại. Cây hoa hồng này nếu mà chúng ta không biết cách chăm sóc thì nó cũng có khá nhiều các loại bệnh. Chủ yếu là các bệnh như là thối thân và các loại bệnh như nhện đỏ, bọ trĩ, sâu ăn lá. Và đặc biệt cây này thì thối thân cũng tương đối nhiều. Nếu mà chúng ta không biết cách chăm sóc thì rất nhiều người chơi, đặc biệt là những người mới chơi hoa thì rất thích các loại hoa hồng ngoại bởi màu sắc nó rất là đẹp, cánh hoa sắp xếp rất là bắt mắt. Tuy nhiên đối với những người mới trồng hồng thì thường gặp phải một vấn đề, đó là sau khi mua những cây hoa hồng ở chợ về rất là đẹp, đẹp long lanh luôn, nhưng mà mang về trồng một thời gian thì cây của nó cứ bị rụi, tàn và thậm chí là chết bởi hoa hồng ngoại. Nói chung rất là khó chăm sóc hơn các loại hoa hồng cổ như là đào cổ, bạch ho, bạch xếp, Sapa, bởi cái hoa hồng ngoại kháng bệnh kém hơn so với các loại hồng bản địa của chúng ta. Vậy thì làm sao để khi mà chúng ta mua cái cây hoa hồng ngoại về chăm sóc để nó có thể phát triển bình thường và cho hoa đẹp được, thì đây chính là cái vấn đề nhiều anh chị và các bạn khi mới chơi hoa hồng gặp phải. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn về cách chăm sóc để cây hoa hồng ngoại có thể sinh trưởng phát triển tốt và cho hoa đẹp sai. Rồi, rất là cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video của mình. Nếu các anh chị và các bạn đang xem kênh chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký, sau đó nhấn vào chuông báo để được đón xem những video mới nhất của kênh. Và đặc biệt các anh chị hãy chia sẻ video đến toàn thể mọi người để chúng ta có thể cùng nhau trao đổi, cùng nhau chia sẻ để học hỏi thêm nhiều điều, nhiều kiến thức về trồng hoa, cây cảnh, đặc biệt là hoa hồng các anh chị và các bạn nhé. Về cách chăm sóc hoa hồng để đặc biệt là hồng ngoại, để cho cây hoa hồng ngoại có thể phát triển, sinh trưởng phát triển bình thường thì các anh chị phải chú ý một số các vấn đề như sau. Về cường độ chiếu sáng thì cây hoa hồng ngoại cũng trồng ở những nơi có cường độ chiếu sáng tối thiểu từ 3 đến 5 giờ. Về phân bón nên bón phân các loại phân bón có hàm lượng đạm, lân, kali cân bằng. Ví dụ như các loại phân bón tỷ lệ NPK là 10-20-20, đó là những loại phân bón cân bằng để đảm bảo phát triển. Và như nếu mà chúng ta phân bón có nhiều hàm lượng đạm quá thì nó làm cho lá nó phát triển non và sẽ bị nhiều các loại bệnh. Về giá thể trồng thì các anh chị và các bạn đặc biệt lưu ý là giá thể trồng phải đảm bảo tơi xốp và giàu chất dinh dưỡng. Chúng ta có thể trộn các loại phân chuồng hoai mục với chấu hun, sơ dừa và đất. Nếu các anh chị và các bạn làm giá thể không tốt thì cây nó rất là chậm phát triển, còi thọc. Nếu chúng ta chỉ xúc một ít đất thịt thì đất nó sẽ bị len chặt, không có độ tơi xốp, làm cho mối dây nhuyễn kém phát triển, thậm chí làm cho nó bị chết. Và một điều đặc biệt lưu ý là chúng ta phải phòng trừ các loại sâu bệnh. Các loại sâu bệnh chủ yếu ở trên hoa hồng đó là bệnh thối thân, bệnh bọ trĩ, bệnh nhện đỏ, bệnh sâu ăn lá và phấn trắng, thì chúng ta phải phòng trừ được các loại bệnh đó. Các anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm về các loại thuốc tiết về các loại thuốc để phòng trừ các bệnh trên hoa hồng, ví dụ như là bệnh thối
thối thân, đen thân thì chúng ta có thể sử dụng các loại thuốc như là Nidomin, Daconin, Nicoc 85. Và bệnh mọi sự chúng ta có thể sử dụng Karate. Nghiện đỏ thì cũng có trên thị trường rất nhiều các loại thuốc trừ bệnh nghiện đỏ. Và đặc biệt là nếu mà cây của chúng ta bị bệnh nghiện đỏ thì các anh chị và các bạn phải mua một vài loại thuốc, chứ dùng một loại thuốc thì nghiện đỏ đấy nó kháng thuốc rất là nhanh. Nếu mà chúng ta chỉ phun một loại thuốc thì nó sẽ thích nghi ngay, nó không bị chết. Về vấn đề tưới nước thì chúng ta phải đảm bảo độ ẩm của lá thể. Chúng ta nên tưới vào buổi sáng sớm là tốt nhất để phòng trừ các loại bệnh, chứ không nên tưới vào buổi chiều tối. Rồi, rất là cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video của mình. Nếu các anh chị thấy hay, có ích thì hãy chia sẻ để mọi người cùng biết. Chúc các anh chị và các bạn có những cây hoa đẹp trong vườn để luôn được thưởng thức những bông hoa đẹp, làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn. Và sau đây xin mời các anh chị và các bạn cùng ngắm một số loại hồng ngoại ở trong vườn của mình nhé.